Chào cả nhà, em lên sóng để chào cả nhà con rửa bát Panasonic NPTR7. Cái mẫu mã đối với dòng TR thì TR7 là model cuối cùng, cao cấp nhất cuối cùng của cái mẫu kiểu như này các bác nhé. Con này thì báo giá luôn bán là 3,5 triệu, 3,5 triệu bảo hành 2 năm cho các bác. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp là 500. Đây là hai số điện thoại của em các bác nhé. Các bác khi xem kênh YouTube thì ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em ạ. Chính thức đã làm sạch đẹp nó, ok nó lạnh rồi. Đây là 7. Máy rửa với nước nóng 80 độ C nên nghi ngút luôn. Đấy. Tất cả các máy đều rửa nóng như vậy, nhiều khi thì em quay đúng chu trình này chu trình kia thôi. Còn ở cái nước tráng cuối cùng của nó các bác nhé, thì nó sẽ là nước nóng 80 độ C, bọc tay luôn đấy ạ. Bọc tay luôn nhé. Một con TR7 khá là đẹp luôn, bảo hành 2 năm, bảo hành 2 năm cho các bác. Đây, chiều cao bọn này là có cánh này cao 65, chiều ngang 55, máy 6 bộ dùng cho gia đình 6 đến 8 người ăn. Đây, hoàn toàn các bác có thể rửa bằng nước nóng mà không cần hóa chất tẩy rửa, gây độc hại cho sức khỏe. Đây, máy rất là đẹp. Em đang là chốt trước này, alo em nhé. NPTR7, đời 2014. Cái máy con này là 0534. Chào các bác.